Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại thuốc trừ cỏ. Bata 200SL là thuốc hậu này mầm không chọn lọc, có tác động tiếp xúc, phổ rộng nên diệt trừ hầu hết các loại cỏ hàng niên và đa niên như cỏ mầm trầu, cỏ chỉ, cỏ lá tre, cỏ đồi phụng, cỏ lông, cỏ cúc trắng, rau muống, xên gai, rau chai, rau sam, rau mương, rau mác, diệt trừ tốt các loại cỏ kháng thuốc, hiệu lực kéo dài, an toàn đối với cây trồng và môi trường là giải pháp tối ưu để phun cỏ bờ và dọn ruộng làm đất trước khi gieo trồng vụ mới. Quý bà con lưu ý, pha thuốc với nước trong, không phun lên đất ngập nước hoặc quá khô, không phun lên phần xanh của cây trồng. Sau phun 2 giờ nếu gặp mưa, cần phun lại từ 3 đến 5 ngày cho cỏ vàng và chết nhanh. Thời gian cách ly không xác định, vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé.